Shop nhao.vn Acli Quân giá rẻ chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng 2AT. Trời ơi, tôi tức quá mà các bạn. Trời, hôm qua mình có làm clip về vị tướng 2AT và cái trận đấy là mình thắng ngược đấy các bạn. Trời ơi, mình đọc bình luận thấy nhiều bạn bảo là anh Hảo chơi con này gà, mình công nhận anh Hảo chơi con này không được hay. Tuyệt vời luôn các bạn luôn. Mình đọc comment xong mình tức quá, mình phải vào làm clip cho các bạn xem. Và mình tuyên bố là mình chơi con này không gà và mình chơi con này hay. Được chưa? Phải làm clip lại mà chỉ có là chứng minh những cái điều mà mình vừa nói luôn. Bức xúc quá trời rồi đấy nhá. Mấy bạn làm như vậy là tổn thương sâu sắc vào con người của mình nhá. Tại vì mình chơi con này là mình cảm thấy mình chơi nó cực kỳ hay và mình chơi không biết gọi là không tệ. Tại vì cái trận đấu hôm qua các bạn có hiểu không? Cái trận đấy là cả team mình nó phế, chứ không có phải mỗi một mình phế mà cả team mình nó xanh đâu. Không có cái vụ đấy. Vì khi mà thắng ngược một trận đấu mà nó hay như vậy luôn ấy. Nhưng mà nhiều bạn vẫn cứ chê bai, mấy bạn bảo mình chơi con 2AT gà. Khẳng định là không gà, ok. Và đặc biệt hôm nay mình sẽ làm clip này tại vì mình đọc bình luận ấy, thấy có một bạn bảo là 2AT mà lên cái gươm thấm sét cộng với cả nanh Fenry đấy nó có mạnh không anh? Mình khẳng định với các bạn là cực kỳ mạnh. Nếu các bạn không thích lên thanh kiếm thì có thể lên cái nanh Fenry. Và điều hôm nay mình sẽ không lên thanh kiếm mà mình sẽ lên trang bị nanh Fenry cho các bạn xem nha. Đó, để gọi là giải tỏa những cái mà mình các bạn ấy gọi là đang gọi là hỏi. Ok. Hôm nay mình sẽ đi gọi là AD và vị tướng Correct sẽ đi support. Tại vì mình thích con này đi đường tốt cơ, đi đường tà thần cơ các bạn. AD tay nó hơi ngắn, nó ra nó khá là thọt lúc đầu so với tam bạn. Đi vậy cứ được chim này kìa, ngon. 2-1 không chột cũng què. Em cứ lạnh lùng vô cảm, em ra em đẩy một chíu mấy con lính thôi. Cướp được con chim thì cướp mà không cướp được thì em ở trong nhà em trốn. Trốn lủi nha các bạn. Đầu trận mà các bạn, con này đầu trận nó khá là yếu. Tại vì sát thương của nó gây ra đấy. Úi dồi, cái viện Violet nó bắn cho phát đau quá. Cuốn. Rồi xong Crack. Crack ơi, bạn về với tớ đi bạn ơi. Trời ơi, người ta đã không cần bạn rồi thì các bạn cứ lao lên nó làm gì, cố lên bạn. Bạn phép đi đây, nó quýnh tớ kìa. Úi giời ơi, mình thấy bạn ấy núp mình mới ra, mình giả bộ gọi là ngoánh nhau để cho bạn ấy lao ra. Mà bạn lao ra muộn thế, làm mình hết cả nửa cây máu. Buồn, rơi nước mắt, chảy nước mũi. Từ từ thôi các bạn, từ từ thôi, không có support thì mình đánh thấp thôi các bạn ạ. Nhưng mà Phoenix nó lao lên thì mình không đánh được. Phoenix thì mình lao lên. Lở tay ngu súc vật. Úi giời, hai bạn này lại cãi nhau à? Cút về Lan hả? Về Lan đi anh ơi. Về Lan đi. Trời ơi, sao cứ để người ta chửi như thế mà vẫn cứ kêu là gấu lì ở mặt ở đó là thế nào nhờ? Đúng không các bạn? Mặt gấu lì đó. Ôi, xéo nó bị choáng rồi, choáng qua đấy có khi là căng đấy. Cố lên bạn ơi, cố lên. Mẹ nó bắn đau quá, mình tính ra giúp vị tướng Phoenix một tí nhưng mà rất tiếc không thành. Tại vì con Violet nó bắn mình đau quá. Mình quyết định là lùi về và bỏ tham gia giao tranh luôn nhá. Uầy, chết mà nè. Hết máu rồi, tóc biến bắn. Ok, cái gì, một kill lại mồm. Ra nó đá kìa. Úi hồi, ra đá ghê quá các bạn ơi. Máu nó nhiều quá, máu mình ít xịt như thế này mình nghĩ rằng là không nên tham gia giao tranh đâu. Tí mà chết một cái là phế là nhiều người lại chửi à. Mít ngu ơi là ngu, vãi cả lều, mít ngu ơi là ngu. Nó còn có cái vụ là ngu còn ơi là ngu nữa cái chứ. Vãi cái trường à. Không nên chửi đồng đội như thế chứ. Đấy, từ từ nha các bạn, mình sẽ gọi là chơi từ từ thôi, phải đánh cẩn thận. Không các bạn lại chửi mình nữa đấy. Không phải những cái bình luận như vậy là không phải là chửi. Các bạn hiểu không? Bạn ấy mấy bạn bình luận cái như vậy không phải là chửi. Mà mấy bạn ấy bảo là gọi là mình đánh con này kém thôi, kiểu như là một lời chat là gọi là công nhận anh Hảo đánh con này kém không được hay. Xin lỗi bạn đâu được. Xin lỗi luôn. Không có cái vụ ở đây là kém mà không được hay. Mà bạn phải bảo là anh Hảo đánh con này hay thế mình mới chấp nhận ạ. Mình mà còn đọc được vài cái câu bình luận của các bạn mà bảo con là mình đánh con này không được hay mà đánh con này gà đó. Mình ngày mai làm clip tiếp về 2AT cho các bạn xem. Khi nào các bạn phải công nhận mình đánh con này hay thì mình mới trẻo ạ, mới chuyển qua chơi con khác ạ. Không là đầu sách 10 ngày mình chơi 10 clip 2AT cho các bạn xem luôn. Lại bảo mình chơi con này không hay. Bố lý. Thắng bại tại tem thôi. Tem mình nó phế cả tem thì mình làm sao mà xanh nổi. Không lẽ mình trốn trong nhà mình không ra đánh nữa. Đúng không? Tem bạn nó đánh hay thì mình phải chấp nhận. Phải là nằm rớt răng văng một đống thôi chứ. Vớ ba vớ vẩn. Bạn nghĩ sao mà kêu mình chơi con này không hay vậy? Hay. Phải hay. Đúng không?
Các bạn xem clip của mình, đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với nha. Có nhiều vị tướng mình chơi không hay, đâu có đó là điều đó là thật. Ui giời, Lữ Bố nó khỏe kìa. Wow, thật đáng sợ. Bắn rất nhiều, đã sáng tương tung ra. Nhưng mà tên bạn không ăn chết, bây giờ chết rồi. Hay lắm bạn ơi. Á, trói được cái con Alice này kìa. Alice bị trúng tớ này. Lao nhau nè, hai kill rồi các bạn ơi. Anh Triệu Vân. Ui, Violet kìa. Violet còn xíu máu đây các bạn. Mọi người chuẩn bị này. Lao ra này. Rồi có chiều 2 này, hãy xem ta đây. Cái định mạnh nó chịu rồi. Mê lao cái chiều 2, cái hết độ năng luôn các bạn. Không xài được chiều 1 luôn. Mình tính toán cả rồi mà. Trận này mình sẽ lên giày kiên cường cho vị tướng 2AT nha. Tại vì các bạn biết sao không, cái con Alice kia nó rất là khó chịu. Mà kể cái sông đao báo tác thì mình đã không lên rồi. Vì thế nên mình nhất định phải lên cho nó cái giày kiên cường. Con Alice nó làm choáng cái thứ kiểu rất là khó ứng chế lắm. Mình là phải lên giày kiên cường. Kiểu funny nha các bạn. Đấy cái kiềng và kiếm Fenrir, anh Fenrir luôn. Đấy các mình sẽ lên anh Fenrir, nhưng mà mình trước khi lên anh Fenrir mình phải lên cho nó cái áo choàng băng giá trước. Đấy, được chưa? Các bạn thấy được chưa? Mình tính ra nãy giờ có một mình ở dưới này không à? Crack đang mình nó cứ chạy long nhong đi đâu á. Mình ở đường dưới này là 1-2 đó các bạn. Mà mình vẫn giữ cho cái trụ của tâm của mình nó vẫn đầy cái máu này. Mình phải biết tính toán các bạn hiểu không? Thà như có support ở đây thì mình đánh gọi là hổ báo được. Nhưng mà không có support ở đây thì mình đánh rất là an toàn. Kiểu giống như là mình cứ ôm trụ vậy á. Cứ có lính lên là mình dead, có lính lên là mình dead. Mình không có lên cao. Đó. Rồi, kéo hay quá bạn ơi. Kéo hay quá bạn ơi. Hay quá. Yeah, come on. Tuyệt vời, ông mặt trời được một kill. Chết nè. Ok, con dê 3 kill lời mừng các bạn ơi. Ok, man. Hay lắm, tốt lắm. Trời ơi, mấy con lính trong bạn nó chết đứng luôn kìa các bạn. Nhìn nó bựa bẩn vãi lều ra nhở. Ồ đừng trên nát rồi kìa. Ô men bị hành hung tí chết rồi kìa. Dừng ơi lên đường trên đi bạn ơi. Ở đường dưới này cứ để mình lo cho. Bạn không việc gì phải lo cả. Ở đường dưới này một mình cân 2 được. Trời ơi mình lo được. Trời ơi chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Cái đấy này của mình nó đang ở tinh anh 1 nha các bạn. Nếu mà thắng trận này sẽ lên được 5 sao. Các bạn chuẩn bị có trận cuối lên cao thủ coi đấy. Úi giời, anh bình tĩnh thôi. Anh làm gì mà căng, đúng không? Anh làm gì căng với tớ à? Úi giời, mơm con chó sô mới nhảy. Đùa với cả ninja dù à? Vô đây. Ây à, chiều cuối của Alice này khó chịu kinh luôn các bạn ạ. Cẩn thận Omen ơi, đầu xanh ra vào chiều cuối hụt rồi. Làm ở chiều cuối hụt rồi các bạn ơi. Chẳng phải, có chiều cuối ở đây. Hãy xem ta đây. Giết hết. Quý con cua 5 kill ơi. Violet kìa. Chạy đi bạn ơi. Ôi con chạy ngược lại à. Các bạn này ngáo cần nè. Không thể tin được bạn ấy có thể làm một cái pha xử lý chạy ngược lại. Quá chỉ là xuất sắc. Wow. Chạy. Không. Không có lèm đàn mà anh. Không hổ báo các bạn. Bỏ tóc bến chứ không được rơi được bỏ ma. Ăn bùi xanh ta nó luôn. Ngon rồi các bạn ơi. Áo trang băng giá lên đi các bạn ơi. Đấy bạn nào bạn kêu mình chơi con này gà đi. Bạn nào chơi coi cái này mình kinh kém đi. Thấy chưa? Các bạn đã thấy gì chưa? 508 luôn đấy nha. 508 đằng sau luôn ạ. Hỗ trợ là thuộc dạng là vốn đối luôn. 813 là ăn được 14 mạng mà có mặt cả 13 mạng ở đấy. Trời ơi. Nhiều bạn chỉ vì xem cái gì gọi là cái tỷ lệ ăn mạng và cái tỷ lệ chết mà các bạn đã đánh giá. Bạn đã đánh giá gọi là một người chơi 2KT hay như mình. Các bạn đánh giá mình gọi là từ 5 sao xuống còn có 1 sao. Không được. Mình phải lấy lại những gì đã mất. Mình phải lấy lại 5 sao của mình chứ. Vô lý. Con này nó thực ra không phải tướng tủ. Nhưng mà con này mình chơi không bao giờ biết được gọi là yếu là gì chơi đấy. Cái năng của mình gọi là thực dạng là dư thừa mà. Bất kỳ ai cũng... Con nào. Hãy xem tới đây. Chết nè. Ôi dồi ôi nó giấy kìa. Bè đều ơi nhìn nó giấy thế nhờ. Sướng thế cơ chứ. Nó bắn cứ như là chữ nhân như này luôn. Kinh thật đấy. Thấy chưa? Các bạn đã thấy vết chưa? 6 kill lòi mồm luôn các bạn ơi. Bùa đỏ. Cái con này cái điểm yếu của nó chính là các bạn biết gì không? Không có nội năng để mà xài chiêu. Vì thế nếu các bạn muốn có nội năng nhiều ấy, các bạn bắt buộc phải sử dụng cái chiêu 1 chuẩn xác. Nếu các bạn sử dụng cái chiêu 1 mà hụt là coi như là hơi bị nguy hiểm ấy. Tại vì không có nội năng để xài chiêu 2 đâu. Chiêu 2 xài nội năng khá là tốn. Đó, không có nội năng thì mình không thể nào mà múa bay bỏng được hết trơn ấy. Chiêu 2 không nhảy được, chiêu cuối mà không bờ xài được thì coi như là
phế vật rồi đúng không? Đó, con này nó không xài mana nhưng mà ôi giời, sao mình bấm chữ cuối nhầm à? Con này bấm nhầm chữ cuối các bạn ạ, định mệnh. Nó đuổi nhau, tự nhiên lao cái vèo lên một cái, giật cả mình. Chơi nó các cậu ơi. Chơi nó đi bạn ơi, đừng có sợ. Quýnh nó. Anh em đâu? Quái. Các bạn ơi rồi, giờ đây. Rồi Phoenix đi vào đây, băng chủ đi bạn, đúng rồi. Đúng rồi, băng chủ. Giết nó. Ăn cái chủ trước, đúng rồi, ăn cái chủ rồi. Ok con dê. Bắn nè nó đi. Đậu xanh. Trời ơi, nó núp trong bụi kìa. Đúng rồi, trời ơi, kèo hay quá. À kèo hay quá nè, đầy cái máu mà tưởng là to hả. Vào đây gặp mình xí cho lòi mèo luôn. Lữ Bố với cả Triệu Vân gặp mình đảm bảo luôn các bạn. Chỉ có đường gọi là rớt răng văng một đống thôi. Tại vì mình đánh sát thương chuẩn mà. Đâu có phải kiểu AD gọi là cần lên xuyên giáp như là mấy những con tướng khác đâu. Mình không cần xuyên giáp các bạn. Không cần xuyên giáp. Sát thương chuẩn của mình nó gọi là đủ sức gọi là hạ gục bất cứ những cái vị tướng châu bò đánh lâu cũng chết rồi. Gặp mình là phải chết ngất ngây, gọi là tây ngay lập tức các bạn ạ. Châu lắm. Đây bạn châu lắm nhưng mà gặp mình là mình đứt hơi ngay. Quét con cua luôn. Chết rồi à, Lữ Bố chết nhanh thế. Không có độ năng này các bạn. Các bạn sử dụng cái chiêu một chuẩn xác ấy, nó hồi độ năng rất là nhiều cho các bạn luôn. Đó. Lấy chủ lúc sợ cái gì? Sợ cái gì khi mà nó có hai cái tê ở đây rồi. Định mạnh nhà nó không có lính. Đi về. Đường dưới. Rồi xong, đường dưới đã bị mất cái trụ rồi. Chơi nó không. Vô. Vô đây các cậu. Các cậu đem mạng nó rồi, ra đây mà kiếm chuối này mà đi. Quẩy mà đi. Mạnh dữ. Tại bạn ở đây. Rồi mình bắn kìa. Mà cái con Lữ Bố nhìn thấy thương luôn đấy các bạn. Ô, con hàng chích véo con cua rồi. Quá đông quá. Alice rồi. Alice nó mất chiều cuối rồi các bạn ơi. Nó mất chiều cuối rồi. Hãy xem ta đây. Cool. Quá xuất sắc. Trời ơi, lặng lách múa lửa lắc mông. Hoành như một vị thần luôn. Chết rồi, các bạn đông quá ba người lận. Theo con Violet bắn đầu thế nhỉ. Ui giời ơi. Mid nó ngu. Lại tự ái à? Hai bạn đừng có lên chửi nhau. Mid ông Mid và ông Greg này. Sao kỳ vậy? Chơi game cứ chửi nhau hoài vậy, lạnh lùng vô cảm. Chơi đi bạn ơi. Hay giống như Hảo. Hảo im lặng, Hảo chơi. Ui giời ơi, nó bắn đầu quá. Thua sắp một lờ bây giờ. Cứ chửi qua chửi lại hoài. Ngu cứ cãi. Im lặng đi bạn ơi. Người ta 809 đây, người ta còn chưa ý kiến thôi. Ông ý kiến gì? Đúng không? Ông quên bạn ông ý kiến gì? Bảy bà không à? Đúng không các bạn? Người nào xanh nhất tem mới được phép ý kiến. Tại vì người ta xanh người ta có quyền. Ông người này support chẳng hỗ trợ cho tôi gì được mấy. Ông cứ ý kiến chửi hết người này người khác, gây gọi là mâu thuẫn nội bộ. Ê con hàng đây rồi. Chơi thì nói luôn các bạn. Các bạn ơi, quýnh ra đây. Mất chiêu cuối của con Alice rồi. Hãy xem ta đây. Chết mình này. Xem chết các bạn. Oh my god. Trời ơi, đúng là lặng lách đánh võng nó là cái nghề rồi. LMM ra. Chửi gì bạn? Chửi trăm bạn hả? Mày lắm luôn à. Đam mê on hit à? Hay đam mê gì vậy? Rồi nha, mình là trận này mình sẽ lên cho nó cho vị tướng 2AT đó chính là cái nhanh Fendi nha các bạn. Quýnh nó bạn ơi. Chúng ơi, chết nè. Tuyệt vời ông mặt trời. Ok, come on baby. Lấy được cái chủ đứng dưới rồi. Lên luôn. Lấy chủ lực. Không lấy được. Không sao, lấy được cái chủ đứng giữa rồi. Úi giời. Này thì xảo này. Lao vào đây, cứu mình với các bạn ơi, cứu mình với. Trời ơi, LOLAD trụ éo đẩy. Ủa, pha đấy đẩy được trụ của ta? Không đẩy được đâu. Đù. Cái gì vậy? Bạn nói tôi hả? Bạn nói ai vậy? Đầu xanh bây giờ cái con Crack với cả con Vera đâu? Quay ra nó chửi mình các bạn. Vãi cả chửa cả. Cái pha đấy làm sao mà ăn được chủ ta? Không đủ đam. Thế không đủ đam. Tại vì tem bạn nó lào ra rồi. Mình cố gắng ăn cái trụ đường giữa ngon hơn chứ. Ăn cái trụ đường giữa xong rồi mình đẹp cái chủ được rồi. Nhưng mà đâu thấy nó chửi mình các bạn ạ. Nó chửi mình đó. Vãi cả lúa. Không ăn được. Pha đấy mình tính không đủ đam để mà ăn được cái chủ đâu.
Cái bạn này còn non lắm. Có đủ ram không ta? Mình cũng không rõ nữa. Pha đấy mà mình không có tính ăn thẳng trụ chính là các bạn mà mình là tao quăng cho mày xem hả? Quăng game hả? Quăng game là sao? Phá game á hả? Ôi bạn thích quăng thôi. Trời ơi mình lại sợ bạn quá cơ. Hăm dọa ai trời. Căng à. Cùng mẹ mày ra đi. Mấy cái thằng crack nó chửi từ đâu đến cuối. Nó chửi hết con mít ra. Bây giờ nó chửi chán mít rồi. Nó chạy qua nó chửi mình. Kệ đi bạn. Ông ngoại ngoại AD Hayati ăn cờ cờ súc vật vãi cả lúa. Ê gánh tem lòi mồm cho chúng nó. Từ một người hùng bây giờ chúng nó coi mình như là tội đồ luôn đấy các bạn. Cái ranh giới từ người hùng qua tội đồ sao mà nó mong manh quá vậy. Thực sự là quá mong manh luôn. Chơi đó luôn bạn ơi. Chơi đó luôn. Hayati đã tới với tất cả các bạn gì đây. Hãy xem tao đây. Mày xảo xảo. Mày xảo xảo. Tao bắn tụi mày chết. Tao bắn tụi mày chết. Thằng nào. Thằng nào. Thằng nào. Thằng nào. Thằng nào. Giỡn mặt. Giỡn mặt hả. Giỡn mặt hả. Đâu. Sao mà đông thế. Sao mà đông quá vậy. Ôi ôi. Đông quá. Đừng có đuổi theo tớ. Bạn mà đuổi theo tớ là chích mẹ bạn đó bạn ơi. Bạn đừng có đuổi theo tớ nha. Đừng có đuổi theo là chết bạn với tớ à. Bạn mà đuổi theo là chết à rồi. Xong thằng chặt đầu thằng chặt đít. Chết tôi rồi. Hết nỗi năng ơi. À, chạy đi bạn ơi. Chạy đi bạn ơi. Xem lên xem nào. Chúng mày hả. Chúng mày thích đấu thế nào quá. Vô đây mà kiếm chúa này. Đầu xanh nhặt chúng nó chứ. Lao nhau học ơi. Tất cả cút cút ra để cho ta thể hiện. Hãy xem ta đây. À, đầu xanh chạy đâu. Mày xào xào hả bưởi. Mày xào với ai hả bưởi. Vô. Thắng được không? Không thắng được, tao nó ra quá trời đông rồi. Từ từ đó các bạn. Lũ bố đang đuổi theo cái con Omen tay mình kìa. Từ từ đã, mình lấy nó nội năng cái đã. Bắn lên đẩy lính lên. Lung linh la lên luôn. Đừng có sợ vì đã có hai tay ở đây rồi. Sắt tương chuẩn các bạn không thể đỡ được đâu. Hãy xem ta đây. Chết mẹ. Wow, ra ơi, mình tới với bạn gì đây. Ai ơi, bạn đã tới hả? Tao đánh chết mẹ bạn luôn nè. Nào, nhào. Quê đây. Trời ơi, 16 chết 1. Hỗ trợ 13 mạng. Vậy mà chúng nó chửi như con đẻ cho chúng nó luôn ấy. Ông bảo mấy thằng liền ấy. Chán, chơi game, cứ chửi suốt tôi các bạn ạ. Mẹ gánh tem lôi mồm như thế luôn. Và chúng nó vẫn chửi mình vãi cái lúa. Mình buồn quá. Mình buồn vì tìm mình đâu. Mình buồn thì ai thấu đâu. Các bạn thấy mình chơi 2GT hay không? Bạn nào mà chơi kêu mình gà là ngày mai mình làm clip 2GT tiếp cho các bạn xem. Nó trước nha. Lại bảo mình chơi không 2D. Úi sợ nhảy gọi là vô đời luôn. Điệu nhảy gọi là tưng tăng tưng tẻ luôn. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với nha. Ôi Caria 15.6. Lâu lắm rồi mới thấy có một người mà Caria cao như vậy đấy các bạn. Mình đó các bạn. Trời ơi Caria quá cao luôn. Thôi nghỉ nha các bạn. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh cho mình à. Caria cao quá.